Như các bạn đã biết, hầu hết các công ty du học, xuất khẩu lao động đều có trụ sở tại các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng. Hiểu được điều đó, Công ty Cổ phần Phát triển Quốc tế Việt Thắng đã có mặt tại thành phố Vinh, Nghệ An, hỗ trợ nhu cầu lao động, học tập ở nước ngoài cho người lao động. Với kinh nghiệm và uy tín, chúng tôi tự hào là đối tác tin cậy trong việc cung cấp các dịch vụ liên quan đến du học Nhật Bản, Hàn Quốc, xuất khẩu lao động sang Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và đặc biệt là xuất khẩu lao động châu Âu bao gồm Ba Lan, Hungary, Romania. Trong năm qua, chúng tôi đã thành công trong việc đưa hơn 1.000 lao động sang Nhật Bản làm việc. Việt Thắng có trụ sở chính tại Hà Nội, nhưng nay chúng tôi đã mở rộng chi nhánh tại Nghệ An, đặc biệt đào tạo và thi tuyển ngay tại thành phố Vinh, Nghệ An, giúp các bạn học viên không còn trở ngại về khoảng cách. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để bắt đầu hành trình mới của bạn. Địa chỉ số 32 Hồ Sĩ Dương, phường Hưng Bình, thành phố Vinh hoặc trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An, cơ sở 2. Hotline 0921 576 888 Mr. Toàn hoặc 0343 679 666 Mr. Hạnh hoặc 0979 650 651 Mr. Trang.